Đại diện Tổ chức Lao động Quốc tế ILO tại Việt Nam cho biết đại dịch COVID-19 đã khiến cả thế giới không chỉ rơi vào cuộc khủng hoảng về y tế mà còn khơi mào cho một cuộc khủng hoảng về kinh tế. Khi chính phủ các nước hành động để ngăn chặn đại dịch, nhiều nỗ lực lại gây tác động tiêu cực đến các hoạt động kinh tế. Do đó, các chính phủ đã bắt buộc phải bổ sung các biện pháp hỗ trợ đời sống của người dân kèm theo các chính sách bảo vệ y tế cộng đồng. Tại Việt Nam cũng như ở quốc gia khác trong khu vực, tỷ lệ lao động phi chính thức trong lực lượng lao động ở mức cao 71%, bao gồm cả lao động trong ngành nông nghiệp. Từ đây đặt ra một thách thức lớn khi thiết kế và thực hiện các gói hỗ trợ liên quan đến COVID-19. Do nhiều người lao động không được ghi nhận trong các hệ thống dữ liệu chính thức, các chương trình hướng tới một số nhóm lao động cụ thể có thể trở nên rất phức tạp, tốn kém và mất thời gian để có thể thực hiện được. Nghị quyết 68 của Chính phủ Việt Nam về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 là bước đi quan trọng hướng tới việc mở rộng độ bao phủ và tăng cường hiệu quả của các gói hỗ trợ của Việt Nam bằng cách thêm các nhóm lao động được nhận hỗ trợ và giảm bớt gánh nặng thủ tục hành chính. ILO tin rằng các gói hỗ trợ kinh tế của Chính phủ Việt Nam đang đi đúng hướng và chúc mừng Chính phủ Việt Nam đã nhanh chóng triển khai chương trình ngay cả khi làn sóng COVID-19 hiện vẫn đang diễn biến phức tạp.